Cảm ơn các bạn đã đến với kênh ẩm thực của Yahoo Food. Thank you for your watching Yahoo Food channel. Rồi thì chín rồi các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình sẽ cắt nha các bạn. Bún đã chín rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ trút bún ra nha các bạn. Cho pháo các bạn. Thank you.
Nhưng không đồng mình nhúng cái trắng nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn ăn sáng với mình nha các bạn. Hôm nay mình làm các cái món cũng đơn giản các bạn ơi. Đây, mũi heo luộc nha các bạn, má heo các bạn, mũi má heo luộc nha các bạn. Mình cắt ra miếng rất là ngon này. Cái này là có cà pháo nha các bạn, cà pháo. Cái này là hành. Cái này là bánh tráng nướng nha các bạn. Cái này nướng mắm ớt. Đây mình có bún đã cuốn nha các bạn. Và đây là chén nước súp. Rồi bây giờ các bạn ăn với mình nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ bắt đầu cuốn. Các bạn với mình nha. Cây ngon lắm các bạn. Ôi trời, giờ đang mưa lớn các bạn. Bữa ăn sáng gì rất đạm bạc, rất ngon nữa các bạn. Rất là ngon luôn các bạn ạ. Tuyệt vời. Bữa sáng đầy đủ chất nhiều. Cà pháo ngon quá. Ừ.
mùi heo này các bạn. Ngon quá. Ngon quá các bạn ơi, tuyệt vời, cây ngon quá. Được quá, ngon quá. Ngon quá bạn. Đây là nước súp nha các bạn. Và mình sẽ bỏ bún vô. Sẽ cho đây một ít hành. Thịt này các bạn. Đó, các bạn thấy có chén bún như các bạn.
Bỏ qua một. Rồi clip của mình ở đây là hết rồi nha các bạn. Nếu các bạn yêu thích clip của mình thì bấm like, share, ủng hộ cho mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn.